Cuộc đời thay đổi tốt với những lần được động viên, an ủi. Đôi khi, một lời khích lệ nhỏ cũng có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng và tinh thần của người khác. Hãy luôn tỏ ra quan tâm và chia sẻ những lời động viên tích cực đến những người xung quanh bạn. Đôi khi, những từ ngữ đơn giản, những lời khen ngợi và động viên, vì đó không chỉ làm họ vui mà còn tạo ra một môi trường tích cực và hạnh phúc xung quanh bạn. Những lời động viên, an ủi giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Chúng ta cần nhận ra giá trị và ý nghĩa của những lời khích lệ, động viên để có thêm động lực và niềm tin vào bản thân. Những lần được an ủi, động viên đều là những tia sáng trong cuộc đời, giúp cho chúng ta luôn vững tin và tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Có câu chuyện, tôi gặp một ông già thông thái nổi tiếng là người có trí tuệ sâu sắc và nhân hậu. Ông lão nhìn vào mắt phu và thấy được sự mệt mỏi, tuyệt vọng đang đè nặng trong lòng. Với nụ cười dịu dàng, nhà thông thái đặt tay lên vai phu và nói những lời động viên, an ủi. Ông già nói, cuộc sống có thể khó khăn. Bạn trẻ à, nhưng hãy nhớ rằng cơn bão nào rồi cũng sẽ qua đi và nhường chỗ cho ánh nắng mặt trời. Hãy tin vào chính mình, có niềm tin vào khả năng của mình và đừng bao giờ mất hy vọng. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai kiên trì và kiên cường. Phu vô cùng xúc động trước những lời nói của ông lão, và kể từ ngày đó, anh mang chúng trong lòng như ngọn hải đăng soi sáng trong bóng tối. Bạn đang nghe trên kênh Cảm Xúc Trải Nghiệm, hãy thường xuyên nghe để cảm nhận nhiều ý nghĩa hay. Hãy chia sẻ bài này để lan tỏa nhiều điều tốt đẹp trong tri thức và trong cuộc sống của bạn. Cảm ơn thính giả đã lắng nghe, trải nghiệm tâm tư, chúc các bạn thành công, mạnh khỏe. Hẹn gặp lại các tập tiếp theo.